everyone, this is Jishan coming back with another video. Xin chào mọi người, hôm nay Khan lại gặp lại các bạn trong Cửa sổ Thái Nguyên. Hiện Khan đang theo học tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Sở thích của Khan là đi du lịch, đến những vùng đất mới, gặp những người bạn mới và cả thưởng thức những món ăn nữa. Âm nhạc cũng là niềm đam mê đối với tôi. Hãy cùng tôi khám phá những vùng đất Thái Nguyên. Some new food with the local people of Thái Nguyên City. So if you wanna see something about me, just stay with me and between. See you there. Today I am planning to visit a new place. So hãy xem hành trình hôm nay của chúng ta nào. Để tôi nghĩ xem là nơi nào nhỉ? Cha, đó là xóm Hang Hon của huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Ở đây sẽ có rất nhiều người dân tộc Nùng với những phong tục truyền thống và ẩm thực vô cùng thú vị chào đón chúng ta. Hãy đi cùng với tôi nào. Culture, know their tradition and want to know a lot of things about them. So I am so excited, guys, you know. Bà cháu ông Đức. Uh-huh. Bác là dân tộc Nùng. Dân tộc Nùng. Ok. Bác là dân tộc. Bác có cái khẩu siêu của dân tộc ấy. Để hai bác cháu vừa làm, anh bác cháu mình thưởng thức tí đấy nha. Bác cũng ăn đi ạ. Chà ngon quá bác ạ. Cháu thấy thích món này. Tết nguyên đán cũng làm, mà ví dụ là có khách đấy thì là đặt thì vẫn làm. When did you make món bánh dân tộc mình có từ bao giờ ạ? So fresh. When did you make it? Cái bánh này là từ cái thời các cụ đã làm rồi đấy. Bây giờ các cháu chỉ là các bà chỉ đã học theo thôi. Can you teach it? Bác có thể dạy cháu làm bánh này được không? Because it looks so nice. Bánh này làm đơn giản thôi. Okay. Nhưng mà cháu có thích thì bà hướng dẫn làm. Cháu thích lắm ạ. Để làm món bánh này cần có những nguyên liệu gì vậy bác? Nguyên liệu là có gạo này, vừng này, lạc này, xong là có cả gừng nữa nhé. Wow, this rice. Để làm bánh ngon, mình lựa chọn gạo như nào ạ? Phải gạo nếp hoa vàng, gạo ngon, sẩy cái dưới xuống ra, cây trên lấy cái trên mặt sàng ấy nó thành hạt thì làm nó khỏi nát. Vo gạo xong nhá, thế xong là mới cho vào chõ nhá, để đồ nhá, để đồ nó chín nè. Cách đổ xôi làm khẩu sli của người Nùng khác đôi chút so với xôi thường. Xôi chỉ đồ chín tới, tức là chỉ khoảng từ 15 đến 20 phút. Vì nếu để xôi chín kỹ thì khi làm những khâu tiếp theo sẽ dễ bị nát. I love the flaming. Cháu rất thích đun củi. Nhìn lửa cháy thật đẹp và ấm áp. Chín rồi. The flavor wow, is so good. Mùi cơm nếp thơm quá. Để lấy ra đây. Lấy ra đây nha. Wow. Dính quá bác ạ. Đúng rồi. Okay. Vượt vào này. Không để bò. Vâng, để cháu giúp bác. Đấy. Đấy. Oh, so mềm thật bác ạ. Đấy. Rồi. Làm như này đúng chưa bác? Ừ. Okay. Bò nó rở ra từ hạt. I really know. Mùi bột này rất quen thuộc đối với tôi. Tôi biết chắc đó là bột nếp. Các bạn hãy nhìn tôi làm nè. Xôi được trộn với bột khiến từng hạt cơm phải tơi ra hoàn toàn. Sau đó phơi 30 phút ở chỗ thoáng gió. Tới khi nắm tay vào, hạt cơm sẽ tự nở ra, không kết nữa. Sau khi những hạt xôi này được tơi ra, thì tôi sẽ đem chúng đi thực hiện bước tiếp theo. Hãy cùng xem. Oops, I've never seen this kind. Tôi chưa từng nhìn thấy cái gì to và nặng như cái này. Tôi đang rất tò mò xem đó là cái gì.
Để tôi hỏi bác Lan xem. Cái này gọi là cái cối giã gạo. Cối giã gạo. Cái này thì lâu lắm rồi. Ngày trước ấy, cho gạo nhá. Cho gạo xuống đầy đầy thế này. Giá 300 trầy mới được một cối gạo. Cháu phải đặt thế này đấy. Lên cao lắm này ấy rồi. Đặt thế này nhá. Khi giận giận chân gái thì nó mới đấy. Đấy nha. Thế rồi cháu giã nhá, cháu giận chân nhá. Bán đi đảo không thì nó nát, nó dính nhau nhá. Cối giã chân này bây giờ cũng không còn nhiều gia đình người Nùng còn sử dụng. Đa số dùng cối giã tay. Vì giã chân như thế này khá lâu và tốn nhiều sức. Thường là phải có hai người cùng làm. Chân đạp cối, tay đạp xôi. Sau nhịp giã của người này, người còn lại sẽ dùng tay để đảo xôi. Đảo càng kỹ, giã càng lâu thì hạt cốm càng đẹp. Bác ơi, cháu mệt quá rồi, sắp được chưa hả bác? Một tí nữa. Bây giờ hột gạo này nó bẹp đi. Bây giờ là được rồi nhá. Thế hót lên. Hót lên rồi để đem đi phơi. Phơi để cho nó khô. Okay. Rồi mới rang. Xôi sau khi giã được phơi khoảng 30 phút ngoài nắng cho hạt xôi se lại. Với thời tiết ít nắng thì có thể sẽ được phơi lâu hơn. Giã kia rồi, giờ khô rồi. Thế là bây giờ bạn bá mang xuống cho sang nhé. Đấy. Rang nhanh lên không thì nó cháy. Gạo rang từng nắm nhỏ trên lửa vừa phải, đảo cho đều tay, rồi cho một chút dầu ăn xuống chảo để hạt xôi nở phồng, có màu vàng nhạt, có độ giòn, xốp, tan trong miệng. Thế này là được rồi nhá. Thế này là nó vàng nên là được rồi nhá. Cứ phồng thế này là vàng là được. Thế là cháu xúc ra đây, xúc ra đây, xúc nhanh lên không để nó cháy. Đường này đường của dân tộc nhá. Okay. Đường dân tộc làm nhá. Thế mang về thắng nó thành nước này này. Một cân gạo này. Mix and eat, right? Là hai bát nước mật này này. Nhìn đã thấy rất ngon rồi ạ. Okay, gonna put it later. Okay, gonna... Bây giờ tôi sẽ đổ bát nước đường này vào chảo đun nhé. Đây là mật mía được đun trên chảo nóng. Ngồi đun lâu, cảm giác hơi ngột thở một chút. Nhưng tôi sẽ cố đến khi đường khô lại đến lúc sền sệt. Nước đường được đun cho đến khi có màu đẹp và đạt được độ giòn. Đối với công đoạn khô đường, phải thật chú ý không để bị quá lửa, đường sẽ bị cháy khét. Còn nếu chưa đủ lửa, đường khô đặc sẽ dễ bị tan chảy. Khi nhai, bị dính, khó ăn. Khi đường thành mật, sền sệt, đổ bỏng đã rang vào rồi đảo. Công đoạn này phải thật nhanh tay, vì đường già quá sẽ không thể làm kết dính bỏng gạo được nữa. So you can put it this kind of little sticky like. Và khúc cuối cùng là rắc đều vừng lên mặt trên khẩu sleeve. So I'm doing the exact things like that. Cái này em bây giờ sờ cái này là nguội rồi nhá. Sờ cái này là biết nguội rồi. Nên bây giờ là cháu cắt đi nhá. Cắt từng miếng này. Gửi cháu một ít quà. Đây là cái thành phẩm của bác cháu mình hôm nay làm đấy. Thì gửi cho cháu mang về cho các bạn sinh viên cùng ăn để thưởng thức khẩu si của dân tộc Nùng của bá nhé. Here I got a good gift from. Đây là món quà khẩu sli bác Lan gửi cho tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bác đã dạy tôi làm món bánh này. Chắc chắn không lâu nữa có dịp tôi sẽ quay trở lại đây. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. So bye for today.